tiếp tục với cái phần mà ta sửa những cái lỗi mà các bạn viết. Ở trong đây có cái tình huống, người ta cho sẵn chúng ta cái tình huống là hôm đó buổi tối toàn thành bị cúp điện. On a coupé l'électricité hier soir dans toute la ville, j'étais à la gare. Đó. Rồi người ta cho thí sinh, học trò tự viết thêm cái phần sau. Người ta cúp điện toàn thành vào tối hôm qua và tôi thì đang ở nhà ga. Đây là một bạn là viết thêm j'avais peur en chiavement soudainement quelqu'un a tapé à mon dos ce qui m'a fait taire il m'a dit qu'il était le gardien de la gare. Tôi hoàn toàn sợ hãi. Ở đây bạn dùng cái adverb en chiavement. En chiavement là toàn bộ. Tiếng Việt nói tôi hoàn toàn sợ hãi, chứ còn thật ra nếu mà mình sửa j'avais très peur, tôi rất sợ, và chỗ này ta bỏ đi. Soudainement quelqu'un a tapé à mon dos. Đột nhiên có người nào đó gõ vỗ vào lưng tôi, làm cho tôi phải im lặng. Thật ra là chắc ý bạn nói làm cho tôi chắc là hết hồn đó, nín thinh không mở miệng ra được đó. Il m'a dit qu'il était le gardien de la gare. Ông ta nói với tôi rằng ông ta là người gác, người giữ bảo vệ cho nhà ga. Nhưng mà đây đó, có người nào đó vỗ vào lưng tôi mà làm cho tôi phải là nín thinh không mở miệng ra được. Thì cô thấy cái này nó cũng kỳ, nó không có hay là về cái phần ý nghĩa đó. Nếu người ta vỗ vào lưng mình thì có thể làm cho mình giật bắn người lên trong khi mình sợ, chứ tự nhiên mà làm cho mình nín thinh thì cô thấy kỳ. Thành ra là nếu mà sửa chỗ này á, thì cô tách cái phần dưới này ra. Có người nào đó vỗ vào lưng tôi và làm cho tôi phải nín thinh. Nếu mà làm cho tôi phải nín thinh thì cô phải thêm cái chỗ này. Par une la main posée sur ma bouche, vì một bàn tay bụm lên trên miệng tôi. Thì như vậy là tôi đang lúc sợ hãi, đột nhiên có người nào đó vỗ vào vai tôi và làm cho nên tôi phải nín thinh vì một bàn tay đang đặt lên miệng tôi. Đó, thì cô tiếp tục chỗ này thì mới được như vậy. Chứ còn nếu không mà nói là vỗ vào lưng tôi, xin lỗi, đô là lưng, vỗ lưng tôi mà làm cho tôi phải nín thinh thì cô thấy nó cái thiếu ý, nó kỳ. Còn ngoài ra đó, ý cô thì muốn sửa khác một chút xíu. Tại vì ông ấy nói rằng ông ấy là người bảo vệ cho nhà ga, thì cô mới bỏ hết cái chỗ này đi. Nếu mà mình tách hết cái đoạn này ra đó, cả cái đoạn cô vừa nói là mình muốn thêm ý này đó, bỏ luôn hết chỗ này đi. Kenke atape amondo, một người nào đó vỗ vào lưng tôi. Et une voix, và một cái giọng nói douce, một giọng nói dịu dàng. Đã trấn an tôi. Ma rassure. Ở chỗ đây là lời của một cậu trai đang nói đó. Thành ra cô để chữ rassure này để giống đực. Thành ra là bây giờ cô cho là cô bỏ hết cả cái đoạn này luôn. Cô mới lấy câu soudainement quelqu'un a tapé à mon dos et une voix douce m'a rassuré, và một cái giọng nói dịu dàng trấn an tôi. Đó, như vậy rồi. Còn cái chỗ in ở đây đó, thì nãy giờ mình chưa có thấy là có một nhân vật nào mà tự nhiên mình đưa chữ in làm cho người ta không biết in này là người nào cả đó. Rồi mình có thể sửa lại một giọng nói dịu dàng trấn an tôi. C'était le gardien. Mình kể chuyện, tất nhiên là sau đó mình biết đó là cái người gác bảo vệ nhà ga. C'était le gardien de la gare. Đó, mình sẽ làm như vậy. Chứ còn chữ in ở đây thì không được. Mình chưa có nói ai trước cả, mình không thể dùng chữ in.